Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác. Người bị mất tích là anh Lê Đức Hùng, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Anh Hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối ngày 13 tháng 11. Hiện lực lượng chức năng đang cố tìm kiếm. Mưa lớn cũng khiến 1.259 nhà dân bị ngập, trong đó tại huyện Cam Lộ là 1.062 nhà, thành phố Đông Hà là 197 nhà, nhiều đoạn bờ sông, bờ suối tiếp tục bị sói sạt lở, một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi bị ngập, sạt lở, hư hỏng do mưa lũ. Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, cây giống lâm nghiệp của người dân bị thiệt hại. Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại huyện Cam lộ, Quảng Trị, do mưa lớn vào đêm 13 tháng 11 khiến nước lên nhanh, làm đàn bò khoảng 50 đến 60 con của gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý bị cuốn trôi. Một số gia đình khác ở huyện Cam lộ cũng bị cuốn trôi dưới 10 con bò. Đến sáng ngày 14 tháng 11, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình ông Triều và bà Lý đã tìm được khoảng 30 con bò. Được biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11 tại huyện Cam lộ có mưa rất to gây ngập lụt trên diện rộng nhiều điểm khu dân cư ở các vùng ven sông hiếu. Theo thống kê, hơn 1.000 hộ dân tại các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy bị ngập. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ chỉ đạo các địa phương giả soát sơ tán dân di chuyển, cây cắt đồ đạc vật nuôi đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm cầu tràn, đường giao thông bị ngập để hướng dẫn nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Đến nay tiến hành di rời 255 hộ, 550 người dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Đến sáng ngày 14 tháng 11, mưa bắt đầu giảm, nước đang rút, bà con nhân dân trở về nhà để thực hiện thao rửa nền nhà, đường làng và ngõ xóm. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lượng mưa phổ biến trong tỉnh từ 110 đến 230 mm, có một số nơi mưa lớn như Cam Chính 307 mm, Hướng Hiệp 386 mm, Hướng Linh 473 mm. Dự báo ngày và đêm ngày 14 tháng 11, khu vực Quảng Trị mưa có xu hướng giảm, có mưa vừa, có nơi mưa to. Hiện một số địa phương bị ngập nước rút và người dân đang thực hiện dọn dẹp sau lụt. Tuy nhiên, theo dự báo, từ 15 đến sáng ngày 17 tháng 11, mưa lớn có xu hướng tăng trở lại, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm.